Chào mừng các bạn đến với kênh tư vấn chuyên khoa sức khỏe sinh sản của Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế. Hiện nay, phương pháp xét nghiệm máu và siêu âm là hai cách giúp chẩn đoán mang thai được xem là chính xác nhất. Tuy nhiên, các chị em cũng có thể nhận biết bản thân có thai sớm thông qua một số sự thay đổi của cơ thể. Dưới đây là những dấu hiệu mang thai đầu của thai kỳ mà chị em có thể tham khảo. Việc nhận biết được những dấu hiệu báo mang thai sớm có thể giúp chị em chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc thai kỳ. Thứ nhất, chậm kinh. Nếu các chị em đột nhiên bị trễ kinh từ 5 tới 7 ngày sau khi quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp phòng ngừa thì khả năng mang thai là khá cao. Thông thường, ngay sau khi quá trình thụ thai diễn ra thành công thì kinh nguyệt ở nữ giới sẽ không xuất hiện nữa. Thứ hai, xuất hiện máu báo thai. Vào khoảng ngày thứ 10 tới 14 sau khi trứng được thụ tinh, các chị em sẽ thấy xuất hiện máu báo thai. Nguyên nhân của tình trạng này là do sau khi thụ tinh, hợp tử sẽ di chuyển vào tử cung và bám vào lớp niêm mạc tử cung để làm tổ. Quá trình này có thể khiến lớp niêm mạc bị tổn thương, làm chảy máu ra ngoài âm đạo. Máu báo thai thường chỉ ra một lượng rất ít, trong 1 tới 2 ngày, có màu nâu hoặc hồng nhạt. Thứ ba, đau tức ngực. Do nồng độ hormone HCG, hormone thai kỳ tăng cao nên các chị em có thể thấy vùng ngực của mình bị căng tức khó chịu. Núm vú trở nên sẫm màu, nhô ra và vùng quầng núm vú lớn hơn bình thường. Thứ tư, ốm nghén. Sự gia tăng nồng độ hormone progesterone khi mang thai sẽ khiến các chị em có biểu hiện ốm nghén, buồn nôn và nôn mửa. Đối với hầu hết phụ nữ mang thai, tình trạng này sẽ biến mất sau giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ. Tuy nhiên, có một số ít thai phụ bị ốm nghén kéo dài đến tận cuối thai kỳ. Thứ năm, cảm thấy mệt mỏi. Sự gia tăng nhanh của nồng độ hormone progesterone khi mang thai sẽ khiến các bạn luôn cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi và uể oải. Ngoài ra, hiện tượng ốm nghén và phải thường xuyên đi tiểu đêm cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Thứ 6, đầy hơi và táo bón. Đây là dấu hiệu thường gặp ở nữ giới khi mang thai. Nồng độ hormone progesterone sẽ giúp làm thư giãn các cơ bắp, trong đó có các cơ trong ruột. Điều này có thể làm cho quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra chậm lại, dẫn đến tình trạng đầy hơi, táo bón. Thứ 7, thay đổi tâm trạng. Hầu hết phụ nữ khi mang thai đều có những thay đổi về tâm trạng. Nguyên nhân của tình trạng này là do sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai sẽ gây ảnh hưởng đến các chất dẫn truyền thần kinh, từ đó khiến cho mẹ bầu bị thay đổi tâm trạng thất thường. Khi thấy có các dấu hiệu mang thai sớm trên đây, để biết chính xác nhất mình có mang thai hay không, bạn cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm, siêu âm cần thiết. Việc nhận biết mang thai sớm rất quan trọng, giúp các mẹ có thể chủ động lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt sao cho phù hợp để bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Hiện nay, Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế 12 Kim Mã đang triển khai nhiều gói thai sản, giúp theo dõi tình trạng sức khỏe của mẹ và bé ngay từ đầu thai kỳ, đồng thời phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các vấn đề bất thường. Đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế đều là những người tài giỏi, có trình độ chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm. Ngoài ra, hệ thống trang thiết bị siêu âm tại phòng khám đều được nhập khẩu trực tiếp từ các nước phát triển với nhiều chức năng hiện đại, giúp cho những hình ảnh rõ nét, chất lượng cao, từ đó có thể mang lại những kết quả chẩn đoán nhanh chóng với tính chính xác cao.